Xin biết tuổi. Quạt. Mày thấy mày là 4 điểm rồi. Quạt quạt. Nào. Xin chào các bạn, và hôm nay thì mình đang là Corona đã phải cách ly ở nhà, nên mà hôm nay mình chia sẻ là ở nhà thì chơi cái gì nha các bạn. Đây, thế là mình đang dùng Nintendo Switch và bọn mình đang chơi một trò là đánh liêng. Lần này trò này rất là chính xác các bạn ạ. Trò này ấy, mỗi người sẽ chỉ biết được điểm đối phương, không biết là điểm của mình bao nhiêu, và phải lần xuất sắc thì mình chỉ biết là thằng này nó cao hay thấp thôi, thế nó mới cay. Lần này mình lại thắng rồi các bạn ơi. Dễ thôi, chủ yếu là nghe thấy âm thanh. Đấy, nó sẽ có âm thanh là đánh cạch cạch, tung lên xong rồi vụt thế thôi. Nghe thấy âm thanh mà bóng gần bay đến chỗ mình thì lại vụt, cứ thế. Đây, nhìn này. Nhìn nhá. Quạt quạt. Điểm mua thôi, nhìn thế này. Đây là một trò chơi dựa trên phim Harry Potter cực kỳ hay. Hai người chỉ mặt nhau như này. Đây. Sẽ xoay cái này để nạp năng lượng. Xoay đi. Đấy, nó sẽ nạp năng lượng. Xoay đi thôi thì được không? Sau đó chỉ mặt nhau để bắn nhau. 3 rồi bây giờ ta có đối thủ tiếp theo. Chơi này làm gì cho mệt đi nhở? Sao? Mua máy tay cầm chơi game kim sạc dự phòng của em đây 416 trò rồi nhá, còn sạc cả 8000mAh giờ nhá. Mày quảng cáo ăn tiền đúng không? Cái này lần trước quảng cáo review rồi. Bán bao tiền? 649.000 free ship toàn quốc, bảo hành 1-1 trong vòng 6 tháng. Tôi nói cho các bạn biết mấy cái thằng quảng cáo này, các bạn phải truy cập ngay vào link bên dưới mới thấy được cái link bán hàng của nó mà mua hàng cơ. Chơi được bao nhiêu? 416 trò. Được có 416 trò mà máy thì thiết kế thì lại chống bám hồi giống vân tay. Cũng có âm thanh nhá, xong rồi phím điều khiển chơi như thật. Nói chung là cái máy này lần trước quảng cáo rồi, cứ máy khác quảng cáo máy mới đi. Cái đấy lại hợp lý quá, vừa mới nhập máy mới về. Đấy. Đây là Retro Mini phiên bản Pro. Nó Pro hơn chỗ nào thì đây. Chúng ta sẽ có thể copy game vào thẻ nhớ, cắm trực tiếp vào máy để chơi. Đấy. Ở đây thì máy này trợ trợ khá là nhiều cái hệ game đúng không? Hệ game. Đây. Đấy, nhìn phát biết ngay này, có Savonet này, Game Boy này, San Francisco này, Sega này, NES này, sử dụng màn hình LCD đúng không? Đâu, cái mở thử mấy trò, có những trò gì? Nhiều lắm. Đâu. À, có cả ảnh thăm của game này. Ơ, Rambo Loon à? Đúng rồi. Ui, Mario Kart này, đua xe thú à? Super điểm. Mario nữa này. Điểm lợi thế của máy này là có thể chơi xong lưu lại nhá. Lưu lại bất cứ chỗ nào cũng được, xong rồi ra ngoài rồi lúc mình lại vào chơi tiếp được. Thiết kế bằng nhựa không bám môi vân tay, màn hình hơi bé. Con này phía sau có cả gì? Trigger à? Đúng rồi, có cái cần này hỗ trợ chơi được mà. Left right luôn hả? Phím phụ như thật nhờ. Pinocchio. Chuẩn luôn. Nhưng mà thiết kế sau trong suốt, máy nào cũng trong suốt thế này á? Đúng rồi. Ui, ngầu vào lờ. Đang giảm lượng à? Đúng rồi. Con này có vẻ được không? Cái cóp nhiều trò thế giá bao tiền? 699.000. Nhưng mà đang giật thì thôi giảm giá cho anh em, còn 649.000 free ship luôn. À, hai con này là giá bao nhiêu được? Quạt. Bằng giá nhau.
Sát là 49.000. Đằng qua là một con sạc dự phòng và một con thì là thiết kế theo kiểu này. Đúng rồi. Số lượng game hai con chơi bằng nhau không? Con này chắc chắn là nhiều hơn bởi vì có được thẻ nhớ 3-4.000 game đều có cả. À, tức nghĩa là con này không có thẻ nhớ hơi gì. Đúng rồi. Ok, rồi. Tôi cho các bạn xem tôi được bao cân đấy này. Ở nhà chỉ chơi game không ấy. Các bạn thấy không? Nhờ ở nhà chơi game thôi tôi đã tăng lên được 60 cân rồi. Thì còn chờ gì nữa, truy cập ngay vào link bên dưới để mua hàng ủng hộ bọn tôi. À, ủng hộ thằng Dũng, em đang phải đeo khẩu trang mà. Các bạn mua ngay. Và cũng như là nếu bạn nào chơi những trò nào trên Switch, hãy comment ngay bên dưới nha, số lượng của hạn. Hẹn anh em với các video lần sau. Solo tennis tiếp nào. Được. Tennis tiếp. À, quên bóng bàn.